Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình là một xã đặc biệt khó khăn với gần 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Vì vậy, công tác phổ cập giáo dục mầm non, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở đạt chuẩn là bài toán rất nan giải. Đường đến trường chủ yếu là những con đường toàn đá hộc trơn trượt, một bên là núi, một bên là vực sâu. Vào thời điểm năm 2018, tỷ lệ học sinh nơi đây bỏ học rất cao, bậc tiểu học gần 40%, trung học cơ sở lên đến 66%. Và cũng thời điểm đó, cô giáo Hà Thị Hằng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bao La, xã Bao La, huyện Mai Châu, được điều động đến công tác tại trường tiểu học và trung học cơ sở Hang Kia B, xã Hang Kia. Tháng 1 năm 2018 thì được sự điều động của cấp trên, khi mà lên đến đây thì tôi thấy rằng là trường lớp thì hiện tại đang rất là khó khăn, không có lớp học và không có bàn ghế, và học sinh đến học thì rất là ít, trong khi đó thì số lượng học sinh rất là nhiều. Sau khi tìm hiểu kỹ thì tôi thấy rằng là các em không đến trường, nguyên nhân thứ nhất là do là điều kiện phong tục tập quán, là đi người dân ở đây sống du canh du cư, chủ yếu là đi sống ở nương cho nên là rất ít khi về nhà. Thứ hai nữa là do các em không giao tiếp được bằng tiếng phổ thông, cho nên là đi học thì cũng không nắm được kiến thức, và về nhà thì các em chủ yếu giao tiếp với bố mẹ ông bà cũng chỉ bằng tiếng dân tộc, cho nên là bố mẹ cũng không dạy bảo được con cái. Chính vì thế là cái việc học sinh đến trường ngày một ít đi. Thì bản thân tôi là dạy môn ngữ văn và môn giáo dục công dân. Thì sau khi được tiếp cận với các em và tìm hiểu nguyên nhân thì tôi đã cùng các em đi vào tận cơ sở xóm, địa phương tiếp xúc với phụ huynh. Thì tôi thấy rằng là có đến 60% là cha mẹ học sinh, đặc biệt là chị em phụ nữ là không nói được tiếng phổ thông. Chúng tôi đã tiến hành đến vận động các gia đình, phụ huynh học sinh thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thì họ thấy người lạ đến là họ đều đóng cửa và không cho vào nhà, không giao tiếp được bằng tiếng phổ thông, cho nên họ có gặp thì họ cũng không nói gì được và không hiểu gì. Bản thân chúng tôi là những người làm công tác giáo dục, mà khi đến trường thì học sinh không đến học thì điều đó là một cái điều mà chúng tôi trăn trở nhất và mong muốn nhất, là các em đó phải được đến trường và được tiếp cận với những kiến thức của xã hội, phải biết hoàn thiện bản thân mình. Và chính vì tìm hiểu được nguyên nhân đấy thì chúng tôi đã xác định là trước hết muốn con em đến trường thì phải dạy cho bố mẹ biết chữ và biết giao tiếp bằng tiếng phổ thông, thì bố mẹ mới có thể hiểu được cái sự quan trọng của việc học, và sau đó thì mới có thể là tạo điều kiện cho con em mình đến trường. Vận động đơn lẻ không phải là phương án hiệu quả bởi rào cản về ngôn ngữ. Tuy nhiên, không bỏ cuộc, mong muốn duy nhất của cô giáo Hằng và các thầy cô khác khi đó là bằng mọi cách đưa được học sinh đến trường. Thế thì mai cô mở lớp học buổi tối nhá, ban ngày thì các bạn còn đi làm nhá. Buổi tối thì các bạn đến trường để học nhá. Học để biết chữ này, sau này có chữ rồi là mình sẽ đi đây đi đó này, được biết đây biết đó này, rồi đi làm ăn này thì có nhiều tiền để nuôi con. Nếu không biết chữ thì mình sẽ không đi được ra ngoài. Bản thân tôi về đã xây dựng một cái kế hoạch cho cán bộ giáo viên trong nhà trường học tập. Tức là chúng tôi mở một cái lớp cho giáo viên trước, giáo viên và nhờ các thầy cô giáo là người địa phương, là người dân tộc Mông đến dạy tiếng Mông cho các thầy cô giáo, để các thầy cô giáo có thể giao tiếp được với học sinh và phụ huynh. Cái thứ hai nữa là phối hợp với địa phương thành lập một cái ban vận động học sinh, và khi mà đến nhà phụ huynh thì phải có những cái thành viên trong ban vận động đấy là người dân tộc đến để họ giải thích. Sau đó thì người ta hiểu dần và người ta đến trường. Tuy nhiên thì cũng phải bằng nhiều cái việc làm khác, phải rất là chi tiết cụ thể. Nếu nhà nào có trẻ con bị ốm, cô giáo sẽ mang thuốc đến và giải thích. Nếu không biết đọc thì sẽ không thể cho con uống thuốc và khỏi bệnh. Hoặc nếu trong bản có dịch cúm gà, các thầy cô sẽ mang thuốc chữa đến và hướng dẫn sử dụng cho bà con. Dần dần, từ 3 người,
đến 5 người, rồi một nhóm các chị em đi đến lớp dạy tiếng phổ thông của cô Hằng, tổ chức vào mỗi tối với nhiều hoạt động học khác nhau. Các chị đi học về thì là biết viết tên của mình, biết viết tên chồng của mình, rất là phấn khởi. Sau đó về nói chuyện lại với các chị em học viên khác và cứ như thế dần dần là các chị em lại ngày càng đến lớp đông hơn. Thế thì có những học viên thì thấy học sinh hát thì rất là muốn hát, họ rất thích hát, nhưng mà khi mà họ hát ấy, thì họ lại không biết đọc chữ. Thế thì họ mới thấy được rằng là việc học tập rất là quan trọng và nên học. Và về nhà họ xin phép chồng là cho mình đi học. Chúng tôi cũng chiếu lên màn hình chiếu những cái hình ảnh của thành phố, của nước ngoài, về biển cả vân vân. Có nghĩa là những cái hình ảnh mà ở nhân dân ở trên này người ta chưa bao giờ được nhìn thấy. Các chị em phụ nữ học viên rất là nhiệt tình đến lớp. Cái khóa học đấy của chúng tôi là có đến 86 học viên đã biết chữ. Và để tạo điều kiện cho chị em được học tập mọi lúc mọi nơi ấy, thì chúng tôi đã chia ra thành nhiều lớp. Một lớp thì do một cô giáo cắm bản dạy tại nhà, và chúng tôi khênh bàn ghế và bảng đến đấy, cách trường độ 2 cây. Một lớp thì chúng tôi cho học nhờ tại một lớp học mầm non để gần các chị em hơn. Và một lớp thì dạy tại trường. Từ khi sinh ra cho tới khi lấy chồng, sinh con là 21 năm, Hờ Thị Mai không biết nói hay biết viết tiếng phổ thông. Lấy chồng xa nhà, cả ngày lên nương làm ruộng, tối về làm việc nhà, chăm chồng chăm con. Nhưng chẳng ai biết cô gái này đã từng tủi thân đến mức nào khi không biết tiếng Kinh. Bố mẹ không cho Mai đi học thì Mai không biết chữ thì Mai suốt thì Mai đi làm thuê thì họ nói Mai cũng biết. Mai đi về thì bác sĩ bảo là Mai đi cái nội kia là đi làm giấy ra về phòng nào Mai không biết. Thì họ bảo là Mai ơi, Mai viết tê ở đây thì Mai không biết. Thì Mai bảo ơ, chi bao thì mất từng nữa. Mai không biết chữ thì Mai mới đi. Mai đi khóc cho các cô là Mai không biết chữ, Mai đi Mai không biết, thì các cô mới giải một chữ cho Mai. Thật ra thì đối với chị em phụ nữ người dân tộc, đặc biệt là ở địa điểm hang kia bê, thời điểm đấy thì rất là khó khăn. Trường cách xa trung tâm xã 11 cây số bằng đường rừng và một con đường độc đạo duy nhất. Và khi mà mưa thì đường lầy ngập và chị em rất là khó đi. Đa số các chị em là con nhỏ. Đấy. Mà đặc điểm của chị em ở địa phương này thì là khi có con nhỏ là không được phép đi ra ngoài. Đấy. Nhưng mà vì cái việc là hiếu học và muốn học thì chị em đã điệu con cả đến trường đến lớp. Có những cái buổi đi làm về 5 giờ chiều bị mưa ướt hết váy áo. Nhưng mà chỉ 30 phút sau là đấy, học viên đã đến lớp mà trong khi đó người còn ướt sũng. Các cô dạy được cho Mai thì Mai cứ đi liên tục, thì bây giờ là Mai BVT của Mai. Mai đi tha bố mẹ kiểu như Mai bắt xe ca đi, xe khách nó đi đâu là Mai mới biết là xe này đi đến này Mai mới đi được. Thì Mai mới biết cái T của Mai với BVT của bố mẹ thì Mai mới đi học. Chị em phụ nữ người Mông thì khó dạy hơn là những học sinh của dân tộc khác. Người ta lao động chân tay là chủ yếu, cho nên là khi đến lớp trước hết là tay rất là cứng. Nên là các thầy, các cô là luôn luôn phải cầm tay hầu như là trong suốt quá trình dạy học để các chị em viết được những cái nét chữ theo yêu cầu. Cái thứ hai nữa là cái việc phát âm của người Mông thì chủ yếu người ta phát âm gió là nhiều, cho nên là cái tiếng phát âm là không được chuẩn.
Ví dụ như là 1 thì chỉ ra là chỉ đọc được là mộ, 3 thì là be. Cho nên là rất khó để luyện thành âm chuẩn cho các bạn ấy. Giờ đây, dù đã chuyển công tác sang Cun Pheo, một địa bàn đặc biệt khó khăn và phức tạp hơn hang kia hồi đó, nhưng với tâm niệm nghề giáo của mình, nơi nào cần phổ cập giáo dục, nơi đó vẫn có những người thầy, người cô tận tâm vượt khó gieo con chữ. Một hành trình đầy gian nan phía trước, nhưng rất đối ý nghĩa và tự hào. Cảm ơn các thầy các cô dạy được một chú cho mày. Cảm ơn các thầy các cô nhiều lắm. Từ cái lớp của cô giáo thì đến giờ thì chính là bố mẹ của các em học sinh của nhà trường mình, và họ cũng đã biết viết rồi là biết giao tiếp bằng tiếng phổ thông, và đặc biệt là tạo điều kiện cho con cái của mình đến trường nhiều hơn. Và tôi cho rằng đấy là một cái việc làm rất là quan trọng và ý nghĩa đối với là cái vùng sâu vùng xa như là ở hang kia này. Khi tôi lên đây thì tôi cũng xác định mình cũng là người giống như là những người dân ở đây và những người con ở đây. Cho nên là mọi công việc từ nhỏ đến lớn, từ những cái chi tiết mà đơn giản nhất là tôi cũng mong muốn là được cống hiến cho nhân dân ở đây.